Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp dòng phụ ESS dành cho các dòng xe, đó chính là Janos nè, Figo, Mio và Luviad. Đây là những cái dòng xe mà theo Vinh nghiên cứu là nó sử dụng chung một size phục với nhau, cho nên những cái dòng ESS sau đây Vinh giới thiệu là có thể sử dụng cho những cái dòng xe này. Về tất cả những dòng phụ ESS này đều mang chế độ bảo hành là 6 tháng về lỗi của sản phẩm chính hãng theo ESS luôn. Thì cái phiên bản đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là dành cho những ai thích sự đơn giản, không thích sự thẩm thấu, đó là một cây cuộc đơn. Mã của nó sẽ là Z-Box, giá của nó là 2.050.000 đồng. Đây là một mẫu phụ được sản xuất dành riêng cho dòng xe Scoopy, cho nên khi gắn cho những cái dòng xe mà Vinh vừa mới kể trên á thì cái chiều cao xe của các bạn sẽ lùn xuống một tí xíu, thích hợp cho những ai mà thích đi xe lùn lùn dễ thương thì cái phiên bản phụ này hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Trên mẫu phụ này chúng ta có thể thay đổi được cái độ nén của lò xo sao cho phù hợp nhất với cân nặng của bản thân nè. Ở dưới chân chúng ta còn có thể thay đổi được độ hồi lên nhanh hay chậm của phụ, nhưng mà ở chế độ này chúng ta phải chỉnh bằng một cây vít dẹp nha các bạn. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng G series. Thì đối với phiên bản G series này chúng ta sẽ có giá là 1.950.000 đồng. Thì đối với phiên bản này chúng ta sẽ có hai mã khác nhau. Hai mã của nó là một mã là bình dầu được đặt nằm ở trên và một mã là bình dầu được đặt nằm ở dưới. Cả hai dòng này đều có bình dầu và tem trên bình dầu của nó là được khắc laser. Ở mẫu phụ G series này chúng ta chỉ có duy nhất một chế độ tăng chỉnh thôi, là chúng ta có thể thay đổi được độ nén của lò xo nè. Nhưng hãy tin Vinh đi, với thiết kế lò xo lớn, ti phục lớn sẽ đem lại sự nhún nhảy êm ái khi mà các bạn chở hai hay là các bạn chở hàng nặng. Về màu của lò xo chúng ta sẽ có đen, đỏ, vàng để cho các bạn có thể lựa chọn. Riêng đối với cảm nhận của Vinh, Vinh đã từng đi qua cây G series này cho chiếc Mio của mình, cảm giác nó vô cùng êm ái, dễ sử dụng, dễ dàng tăng chỉnh và gáp lên xe cũng rất là đẹp. Đấy, qua bên đây thì Vinh sẽ cho các bạn xem thử. Theo như đánh giá riêng từ Vinh thì khi chúng ta gắn những cái mẫu bình dầu nằm trên thì chúng ta sẽ phải khoét nhẹ một chút xíu cái phần gầm xe, với lại là nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị khuất đi một cái góc của bình dầu, không thể nào mà xô ra hết được. Còn nếu như các bạn gắn những cái mẫu bình dầu nằm dưới như thế này, chúng ta sẽ không cần phải cắt khoét quá nhiều mà chiếc bình dầu được nằm lộ ra bên ngoài như thế này sẽ là một điểm nhấn rất là táo bạo cho cái phần dàn chân sau xe của các bạn. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với một phiên bản cao cấp nhất trong cái chuỗi phục đơn này, đó chính là dòng G Sport. Thì dòng G Sport này sẽ có giá là 3.000.000 đồng. Nó chỉ có duy nhất một phiên bản thôi là bình dầu nằm ở trên. Mẫu này chúng ta sẽ có nhiều màu của lò xo lắm nha, đỏ, đen hoặc là vàng. Lâu lâu cũng bên shop cũng có về những cái phiên bản là bình dầu màu đen hoặc là màu đỏ nữa, nhưng mà những cái màu đó hơi hiếm một tí xíu, phải tùy theo đợt hàng nha các bạn. Ở mẫu này chúng ta sẽ có thể thay đổi được độ nén của lò xo, tăng chỉnh rebound, nhưng mà cũng có thể là tăng chỉnh được bằng tay nha, không cần phải dùng bằng vít. Đó, tiện lợi, dễ sử dụng. Và Vinh xin nhắc lại, tất cả những dòng phụ ESS đang có bán tại shop 2 bánh đều mang chế độ bảo hành là 6 tháng về lỗi của sản phẩm. Nếu như các bạn có nhu cầu mua hàng, hãy đến 10 chi nhánh của shop 2 bánh hoặc liên hệ với số hotline là 0938 820202 để được mua hàng online, hoặc cần tư vấn gì thêm cũng có thể liên hệ số đó. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.